Ôi cái này chín nhanh phết đây này. Thế cứ để như này thôi à? Ra lấy luôn nhà nó. Đi ra. Ở nhà chứ có đi đâu. Đi chín nhanh nhờ. Đưa cho than cháy hồng chín nhanh. Cái này nó quay nó nhanh nữa. Nó quay phải cho than để dìm bớt không nó cao quá. Con chấm mẹ.